Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án Việt Á bước vào phần xét hỏi. Sau phần xét hỏi bị cáo Phan Quốc Việt và một số bị cáo khác, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội được gọi tên lên bục. Tại phần xét hỏi, bị cáo Chu Ngọc Anh đồng ý một số lời khai của Chủ tịch Công ty Việt Á Phan Quốc Việt. Bị cáo Chu Ngọc Anh thừa nhận việc ký quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu có sự tham gia của Công ty Việt Á là sai quy định. Chủ tọa đặt câu hỏi đối với quy trình trước khi bàn giao đề tài cho Học viện Quân y cần nhiều giai đoạn nghiệm thu hay không. Ông Chu Ngọc Anh lý giải rằng đối với các đề tài khác, thông thường sẽ có nhiều giai đoạn nghiệm thu. Tuy nhiên, đối với đề tài này, không có các giai đoạn nghiệm thu. Chủ tọa đặt thêm câu hỏi, vậy tại sao phải lập hội đồng nghiệm thu? Ông Chu Ngọc Anh cho hay, thông thường các quyết định sẽ do Thứ trưởng ký, chứ không phải Bộ trưởng. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, Chính phủ trực tiếp chỉ đạo Bộ trưởng nên bị cáo đích thân ký. Bị cáo nói sau khi chủ tọa đặt nhiều câu hỏi. Suốt thời gian vừa qua, bị cáo rất ý thức về trách nhiệm của bản thân đối với Đảng và Nhà nước, nhân dân. Về số tiền cảm ơn 200.000 đô la Mỹ, hơn 4,6 tỷ đồng của Phan Quốc Việt, ông Chu Ngọc Anh giải bày. Ban đầu, bị cáo không biết trong túi quà cảm ơn có tiền. Sau nhiều lần Phan Quốc Việt trực tiếp hẹn bị cáo nhưng không thành, Việt đã liên hệ qua thư ký, muốn gặp để trao đổi về sản phẩm mới. Cuộc gặp chỉ dài hơn 15 phút, Việt có đưa túi quà Tết. Bị cáo Chu Ngọc Anh giải bày, do có việc gấp phải đi luôn, bị cáo không nghĩ ở trong túi quà có tiền. Hơn một tháng sau mở ra mới biết có cọc tiền, bị cáo biết nhận tiền của doanh nghiệp là sai nên có định cầm số tiền cất vào vali, khi đi công tác có cơ hội sẽ trả lại số tiền này. Tuy nhiên dịch bệnh căng thẳng kéo dài, chính vì thế bị cáo không có cơ hội đi để trả lại cho Việt, cho đến khi bị bắt. Đây là việc vô cùng đau xót đối với bị cáo. Đối với số tiền này, bị cáo đã nhờ gia đình nộp khắc phục đầy đủ. Ông Chu Ngọc Anh bị cáo buộc có 3 sai phạm, gồm ký quyết định cho Công ty Việt Á của Phan Quốc Việt được cùng Học viện Quân y tham gia nghiên cứu kit test COVID-19, kinh phí hơn 18 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Sau đó, bị cáo Chu Ngọc Anh còn chỉ đạo bị cáo Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, tổ chức họp báo khen thưởng Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á. Qua những hành vi trên, bị cáo Chu Ngọc Anh được Phan Quốc Việt cảm ơn 200.000 đô la Mỹ. Ông Đoàn Ngọc Hải nhận mưa gạch đá vì ra mặt bênh vực chùa Ba Vàng, khẳng định trụ trì đúng khi nhận tiền cúng dường. Những ngày vừa qua, vụ việc chùa Ba Vàng nhận tiền cúng dường của Phật tử đã gây nhiều tranh cãi. Dư luận cho rằng người xuất gia không nên đặt nặng vấn đề vật chất, nhưng hành động các sư thầy dùng tay nhặt tiền từ người dân được cho là khá phản cảm. Về phía chùa Ba Vàng, đại diện phát ngôn khẳng định hoạt động cúng dường là truyền thống tốt đẹp, được phổ biến ở nhiều quốc gia, không chỉ riêng Việt Nam. Chùa Ba Vàng nói thêm, tiền vật chất do Phật tử cúng dường sẽ đưa vào quỹ an sinh xã hội theo đúng quy định pháp luật. Trong lúc vụ việc vẫn chưa ngã ngũ, mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải đã lên tiếng khẳng định chùa Ba Vàng đã làm đúng. Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 phản bác các bình luận tố thầy Thích Trúc Thái Minh lạm dụng chức quyền, chiếm tiền làm của riêng. Đặc biệt, thông tin sư trụ trì có quan hệ bất chính với phụ nữ đều hoàn toàn bịa đặt. Bên cạnh đó, ông Hải cũng không tiếc lời khen ngợi về tài năng, học thức cũng như sự nỗ lực đưa chùa Ba Vàng trở thành quần thể tâm linh lớn nhất Vịnh Bắc Bộ hiện nay. Ông Đoàn Ngọc Hải nói thêm, việc thầy Thích Trúc Thái Minh tài giỏi và nổi tiếng nên không thể tránh khỏi bị đố kỵ, ganh ghét. Thầy Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng đã cùng các Phật tử hoan hỉ và làm rất đúng. Nhìn lòng dân cực kỳ hân hoan thì chứng tỏ thầy Thích Trúc Thái Minh đã đúng. Chúng ta không nên lý luận nhiều và vòng vo nữa. Lòng dân là thước đo chính xác nhất. Đối với tôi, chỉ có đúng hoặc sai, chứ không có chuyện phù hợp hay không phù hợp. Hành động này của ông Đoàn Ngọc Hải đã bị cộng đồng mạng đém đá vì cách cúng dường của chùa Ba Vàng. Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ đã đăng đàn mỉa mai cư dân xứ chùa Ba Vàng và cái nhà anh Thái Minh chơi trội có số má. Nghề tu cũng lắm công phu, cư dân xứ chùa Vàng thì nhất rồi, như một thế giới riêng, như có một luật lệ riêng, có số má về độ chơi trội, chơi tâm linh hẹn nạng đô, chơi thời trang sặc sỡ, chơi lễ nghi không giống cư dân xứ nào. Dưới sự thống soái của đại ca Thái Minh, cư dân Ba Vàng nổi ầm ầm từ đời thực đến cõi mạng, giúp thay đổi suy nghĩ về tu hành, chẳng buông chẳng bỏ gì sắt, cứ ăn sung mặc sướng, trang hoàng lộng lẫy. Phật bảo chẳng thấy đâu, thấy tăng bảo là chính. Còn pháp bảo thì... À mà thôi, chuyện này chúng sinh biết nhiều rồi. Hết thỉnh oan gia trái chủ để gọi vong, hết đưa một cô Phật tử trễm trễ trong chùa tác oai tác quái giảng Phật Pháp lẽ đời. Mà giảng đâu, sai đấy, giảng đâu tục đấy, hết tập trung đông người để cầu nguyện cho Covid không đến. Gần như những cư dân xứ Ba Vàng vẫn không thôi việc muốn gây chú ý bằng vụ cúng dường nhận tiền nổi đỉnh nổi đám. Vụ cúng dường nhận tiền với tên gọi lễ sớt bát cúng dường trong ngày lễ Vu Lan đăng lên mạng rộn rã, đến mức Đoàn Kiểm tra tỉnh Quảng Ninh yêu cầu gỡ bỏ các clip này, cũng như yêu cầu những công dân xứ chùa Ba Vàng phải rút kinh nghiệm. Lễ sớt bát cúng dường rộn rã lắm, hàng nghìn con người tập trung đông đúc, già cả, lớn bé, gái trai, hơn hai giới tính thập loại chúng sinh quần tụ đủ. Họ xếp hàng hai bên đường, người đứng kẻ quỳ khi đoàn cư dân chùa Vàng đi qua. Tặng hoa, trong đó có những đồng tiền dắt vào như tặng cho ca sĩ phòng trà. Các cư dân chùa Ba Vàng cười hoan hỉ với một mùa Vu Lan bội thu tiền tip, hề hà đăng lên mạng khoe rầm rầm. Đấy, cứ ngỡ tháng 7 là tháng tri ân khách hàng, nào ngờ tháng 7 lại vẫn cứ là tháng mừng tuổi. Cái nhà anh Thái Minh này được cái giỏi, tại hạ bái phục. Nóng, lộ clip trụ trì chùa Từ Đức ở Đồng Nai có hành vi thiếu chuẩn mực với Nico, cắt tất cả các chức vụ, tịch thu 6 tỷ đồng, khiếp hơn vụ sư thầy bị bắt quả tang ôm chất cấm. Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội dậy sóng khi xuất hiện đoạn clip dài 3 phút với rất nhiều hình ảnh được cho là tu sĩ ở chùa Từ Đức có những hành vi không tiêu chuẩn đối với Nico với nhân cách của một tu sĩ Phật giáo và vi phạm vào giới luật Phật chế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của giáo hội, của các tăng ni và Phật tử. Chuyện tưởng như đùa nhưng lại có thật khiến dư luận phẫn nộ. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Từ Đức đối với tu sĩ Thích Nhuận Nghi, đồng thời đình chỉ chức Phó trưởng Ban Trị sự, trưởng Ban Giáo dục Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với tu sĩ Thích Nhuận Nghi, tên thật Lê Trung Hải. Thời gian đình chỉ từ ngày 8 tháng 1 cho đến khi có kết luận chính thức của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Theo Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, tu sĩ Thích Nhuận Nghi có những hành vi thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt và tu học của một tu sĩ, đồng thời để xảy ra mất đoàn kết nội bộ tại tự viện, gây ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội các cấp và tự viện. Vì vậy, giao cho Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu tiếp nhận, quản lý tài sản chung của giáo hội như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan đến tự viện, khuôn dấu của tự viện, 6 tỷ đồng và điều hành mọi hoạt động của chùa Từ Đức ở ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Trong thời gian tạm đình chỉ, tu sĩ Thích Nhuận Nghi, Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát và Ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai kết hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ việc của chùa Từ Đức. Thưa quý vị, thời gian gần đây nhiều câu chuyện liên quan đến chùa chiền được đem ra bàn tán do có những hành vi trái với đạo đức. Như mới đây, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng khai trừ khỏi tăng đoàn đối với nhà sư Thích Bản Tịnh, trụ trì chùa Cô Sơn, Tiên Lãng vì tàng trữ chất cấm. Ngày 27 tháng 3, thông tin từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng cho biết vừa ký quyết định kỷ luật khai trừ tỳ kheo Thích Bản Tịnh, thế danh Nguyễn Thành Đức ra khỏi tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Nhà sư Thích Bản Tịnh sinh năm 1982, quê quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, thường trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, xuất gia tu học tại chùa An Biên, quận Lê Chân, đăng ký tạm trú tại chùa Cô Sơn, huyện Tiên Lãng cùng thành phố Hải Phòng. Trước đó như đã đưa tin, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng nhận được thông tin từ Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình thông báo về việc ông Nguyễn Thành Đức bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất cấm vào ngày 2 tháng 3. Ông Đức hiện đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.